Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luận tội đối với bị cáo Trần Quý Thanh, 71 tuổi, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát cùng hai con gái Trần Uyên Phương, 43 tuổi, phó giám đốc và Trần Ngọc Bích. Trong vụ án này, bị cáo Trần Quý Thanh và hai con gái cùng bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự, khung hình phạt 12 đến 20 năm tù. Tại tòa chiều ngày 24 tháng 4, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa có đủ cơ sở xác định bị cáo Trần Quý Thanh cho 4 bị hại vay tiền, không phải chuyển nhượng tài sản. Tuy nhiên, tại phiên tòa, qua phần xét hỏi, các bị cáo đã nhận thức hành vi, thành khẩn khai báo, thừa nhận nội dung như cáo trạng quy kết. Ngoài ra, các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ. Điển hình, trong 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, tập đoàn Tân Hiệp Phát không ngừng nỗ lực kiến tạo giá trị cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực. Tháng 9 năm 2021, giai đoạn dịch bệnh COVID-19 căng thẳng nhất, tập đoàn Tân Hiệp Phát đã nhận bảo trợ cho 50 trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn tới năm 18 tuổi. Ước tính tổng số tiền mà Tân Hiệp Phát bảo trợ cho 50 em nhỏ là 13 tỷ đồng. Không chỉ dành sự quan tâm hỗ trợ với những trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19, các hoạt động xã hội, phụng sự cộng đồng vẫn âm thầm diễn ra trong suốt hành trình kinh doanh của Tân Hiệp Phát. Không dừng lại ở những chương trình nhỏ lẻ, trách nhiệm xã hội gắn liền với mọi hoạt động của Tân Hiệp Phát. Sau 30 năm hoạt động, bên cạnh việc đưa ra thị trường những sản phẩm tốt cho sức khỏe, Tân Hiệp Phát đã tạo ra việc làm cho hơn 4.000 lao động tại 4 nhà máy trên 3 miền, góp phần ổn định đời sống của hàng chục ngàn hộ gia đình trong chuỗi lao động cung ứng liên quan tới hoạt động của tập đoàn. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, khi các cơ sở sản xuất trên cả nước gần như đình trệ vì dịch bệnh, chiến dịch 3 tại chỗ của Tân Hiệp Phát đã bảo toàn được việc làm, thu nhập cho hàng ngàn công nhân. Sau đại dịch, dù bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, tập đoàn vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho 100% người lao động. Đáng chú ý, để giúp cán bộ công nhân viên yên tâm công tác, ngay từ khi bước vào giai đoạn bình thường mới, tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tổ chức lớp học mẫu giáo miễn phí dành cho con em cán bộ công nhân viên đang làm việc tại nhà máy Bình Dương. Bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực, Tân Hiệp Phát đã đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh mức án 9 đến 10 năm tù, Trần Uyên Phương từ 5 đến 6 năm tù. Đề nghị phạt bị cáo Trần Ngọc Bích 4 đến 5 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đại diện Viện Kiểm sát, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, người liên quan tại tòa, có đủ cơ sở xác định các bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng xác định, từ năm 2019-2020, bị cáo Thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3% một tháng. Dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng, bị cáo Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản, mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc lãi theo thỏa thuận, bán lại tài sản ban đầu, thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại tài sản. Cơ quan chức năng xác định, ba bố con bị cáo Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Thanh chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh, 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Trung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, trong vụ án này, bị cáo Thanh là người chịu trách nhiệm chính trong các giao dịch, trực tiếp làm việc với người vay tiền, người môi giới. Còn Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích không tham gia thỏa thuận, gặp gỡ các bị hại, chỉ nhận thông tin từ ông Thanh và thực hiện ký các hợp đồng theo chỉ đạo và hoàn thiện thủ tục pháp lý. Theo Viện Kiểm sát, tại thời điểm thực hiện hành vi, các bị cáo là người có trình độ hiểu biết nhưng đã thực hiện các hành vi cho vay lấy lãi và chiếm đoạt tài sản của bị hại thời gian dài. Các bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng 2 lần trở lên.
nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có đóng góp cho kinh tế xã hội địa phương. Riêng ông Thanh đã trên 70 tuổi nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Bào chữa cho các bị cáo, bốn luật sư đều không tranh luận về tội danh, chỉ xin tòa xem xét cho thân chủ nhiều tình tiết giảm nhẹ. Theo luật sư Trương Minh Thơ, các bị cáo đều là người chịu trách nhiệm chính về quản lý công ty Tân Hiệp Phát. Nhưng hành vi sai phạm xảy ra là quan hệ giữa cá nhân các bị cáo với bị hại, không liên quan đến công ty. Việc các bị cáo bị bắt và xử lý trong vụ án ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của doanh nghiệp, là đơn vị có nhiều đóng góp cho đất nước, có nhiều thành tích xuất sắc cho kinh tế địa phương. Các bị cáo đã thật thà khai báo, hoàn toàn thừa nhận hành vi nêu trong cáo trạng. Ông Thanh do nhận thức nên lúc đầu chưa thống nhất, sau đó cũng thừa nhận hành vi của mình là sai và chấp nhận mọi phán quyết của tòa. Họ đã tác động đến gia đình, nộp 183 tỷ đồng trong quá trình điều tra để khắc phục hậu quả vụ án. Dù đến thời điểm này, các bị hại là người thụ hưởng số tiền đã nhận của ông Thanh. Luật sư Thơ cho biết, hiện ông Thanh đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, bị tiểu đường nặng và đã có nhiều biến chứng. Vợ ông Thanh cũng đang bị bệnh nan y, cần người chăm sóc. Đồng thời tha thiết xin tòa khoan hồng cho ông Thanh, Uyên Phương và cho Ngọc Bích được tại ngoại để bảo vệ doanh nghiệp của mình và tiếp tục giúp công ty phát triển kinh tế. Quá trình xét xử, các bị hại khai do có nhu cầu vay tiền nên muốn thế chấp tài sản cho ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát. Song ông Thanh đưa ra điều kiện phải ký hợp đồng chuyển nhượng và cam kết cho chuộc lại. Vì tin tưởng uy tín của ông Thanh nên họ đồng ý ký hợp đồng. Tuy nhiên khi chuẩn bị đủ tiền trả nợ, ông Thanh không đồng ý cho nhận lại tài sản. Ông Thanh khai, thời điểm thực hiện giao dịch với các bị hại không nhận thức là cho vay tiền, chỉ ký hợp đồng mua bán đất và cổ phần. Nhưng trong quá trình điều tra, được Viện Kiểm sát phân tích, ông nhận thức được hành vi của mình là sai và chấp nhận mọi phán quyết của tòa. Thưa quý vị, ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh từng được xem là siêu giàu, có thể chỉ đứng thứ hai trong top tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Bên cạnh những tham vọng rất lớn, ông chủ của đế chế nước giải khát sa vào tai tiếng kim tiền và cuối cùng là vướng vào vòng lao lý. Ông Trần Quý Thanh là người sáng lập tập đoàn Tân Hiệp Phát, trụ sở tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Doanh nghiệp này từng đứng đầu về ngành đồ uống nước giải khát tại Việt Nam. Tân Hiệp Phát thành lập vào năm 1994 với tiền thân là nhà máy bia Bến Thành. Đến nay, Tân Hiệp Phát đã trở thành tập đoàn nước giải khát có quy mô lớn ở Việt Nam. Tân Hiệp Phát chủ yếu phát triển sản xuất và bán các sản phẩm nước giải khát gồm trà thảo mộc, trà xanh, trà bí đao, nước uống vận động, nước tăng lực, sữa đậu nành và nước tinh khiết cho thị trường trong nước và 16 quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Châu Phi, Úc, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Singapore và Nga. Người sáng lập Tân Hiệp Phát Group, ông Trần Quý Thanh, sinh năm 1953 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bố ông là Trần Văn Bưởi, chủ vựa buôn bán vật liệu xây dựng Hiệp Phát. Từ bé, ông Thanh đã được gửi vào trường Tarbes Sài Gòn, một ngôi trường nói tiếng Pháp danh giá bậc nhất khi ấy, dành cho con cái nhà giàu. Biến cố đột ngột xảy đến với gia đình khi mẹ ông qua đời. Sau đó, cha ông gửi ông vào cô nhi viện cách khá xa Đà Lạt. Tuổi thơ với biến cố lớn đã giúp ông chủ Tân Hiệp Phát nghiệm rằng muốn tồn tại thì phải làm tốt và phải chiến đấu. Ông Thanh từng chia sẻ những năm sống ở cô nhi viện đã khiến ông hình thành tính cách là không đầu hàng, không bỏ cuộc và làm gì cũng phải đàng hoàng. Ông Trần Quý Thanh sau đó tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, chuyên ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Sau này, ông nhận bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học Nam California, Mỹ. Đến năm 2009, Tân Hiệp Phát bắt đầu là cái tên nổi lên trên thị trường nước giải khát tại Việt Nam khi tung ra trà thảo dược. Năm 2019, Tân Hiệp Phát lộ kế hoạch tìm kiếm 3 tỷ đô la Mỹ cho tham vọng chinh phục vị trí số 1 Đông Nam Á trong lĩnh vực đồ uống. Khi đó, theo Bloomberg, ông Trần Quý Thanh cho biết ông đang tìm kiếm một đối tác chiến lược để có thể đầu tư 3 tỷ đô la Mỹ giúp Tân Hiệp Phát trở thành một Red Bull tiếp theo trong khu vực. Theo đó, đối tác mới phải sẵn sàng đầu tư ít nhất 2 cho tới 3 tỷ đô la Mỹ nhằm để công ty mở rộng ra khu vực châu Á và phạm vi toàn cầu và phải có các bí quyết trong ngành hoặc hệ thống phân phối, chứ không chỉ là một nhà đầu tư cổ phần.
Khi đó Tân Hiệp Pháp kỳ vọng sẽ tăng doanh thu gấp đôi lên 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm. Sau đó và giá trị của doanh nghiệp có thể đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch của Tân Hiệp Pháp diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này trước đó đã đầu tư 500 triệu đô la Mỹ cho 3 nhà máy mới và sẽ đầu tư thêm 500 triệu đô la Mỹ nữa cho giai đoạn tiếp theo. Với sự xuất hiện trong Forbes từ năm 2018, ông Trần Quý Thanh được xem là gương mặt người Việt nữa sẽ nhanh chóng lọt danh sách tỷ phú đô la Mỹ. Mặc dù có rất nhiều tiền và được xem là tỷ phú đô la Mỹ ẩn mình, nhưng ông Trần Quý Thanh lại dính vòng lao lý trong hoạt động cho vay. Năm 2015, Tân Hiệp Pháp bị tai tiếng với vụ con ruồi 500 triệu đồng. Sau đó Tân Hiệp Pháp thừa nhận nếu người tiêu dùng tiếp tục quay lưng với sản phẩm thì doanh nghiệp có nguy cơ phá sản trong vài năm. Hoạt động từ mảng truyền thống, nước giải khát đem về một lượng tiền lớn cho nhà ông Thanh. Vào khoảng những năm đầu thập kỷ trước, nhóm người nhà ông Thanh đã gửi tiết kiệm gần 6.000 tỷ đồng tại ngân hàng xây dựng và bị mắc kẹt tại vụ án liên quan đến Phạm Công Danh và ngân hàng này. Với một lượng tiền mặt được cho là rất lớn sau nhiều năm bán nước giải khát ngang tầm các ông lớn ngoại, gia đình ông Trần Quý Thanh tính tới việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Còn bà Trần Uyên Phương đã đầu tư vào cổ phiếu IEG của công ty cổ phần tập đoàn Year One, một doanh nghiệp được kỳ vọng là kỳ lân của ngành truyền thông. Tuy nhiên sau đó bà Phương quyết định rút dần khỏi Year One và thua lỗ lớn. Năm 2019, gia đình ông Thanh gây bất ngờ khi thành lập một loạt công ty bất động sản với tổng vốn điều lệ đăng ký lên đến cả chục nghìn tỷ đồng. Gia đình doanh nhân này cũng được cho là đã âm thầm mua nhiều khu đất có vị trí đắc địa. Tân Hiệp Pháp cũng lập công ty mua bán nợ vốn 100 tỷ đồng với mục đích được cho là nhằm săn quỹ đất trong giai đoạn đầu làm bất động sản. Bước ngoặt khiến cha con ông Thanh rơi vào vòng lao lý là hoạt động cho vay tiền. Hồi cuối tháng 2 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Quý Thanh và hai con gái chiếm đoạt 1.048 tỷ đồng của hai tổ chức cá nhân thông qua hoạt động vay tiền, nhưng ký hợp đồng là mua bán tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân công bố, cha con ông Trần Quý Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc các doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần trong dự án bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản. Theo chỉ đạo của ông Thanh, hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản. Sau đó nhóm của ông Thanh nhanh chóng làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Trần Quý Thanh lại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại hoặc tạo ra các lý do khác. Ngày 23 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Trần Quý Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích. Tại phiên tòa, trả lời hội đồng xét xử, bà Bích nói rằng sau khi nghe hội đồng xét xử phân tích, bà đã nhận thức đây là hợp đồng cho vay. Từ đó, bà Bích đồng ý như cáo trạng truy tố. Sự việc Chủ tịch Tân Hiệp Pháp Trần Quý Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích phải hầu tòa do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã gây xôn xao dư luận, bởi đây là một trong những doanh nghiệp kinh doanh nước giải khát lớn tại Việt Nam. Với gần 20 năm hình thành và phát triển, trong hai người con gái của ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương sinh năm 1981 được mệnh danh là bông hoa ngàn tỷ trên thương trường. Khi bà vừa tài giỏi, có nhan sắc, nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt tại Tân Hiệp Pháp và các công ty bất động sản của tập đoàn, bà Trần Uyên Phương từng du học tại Singapore, Mỹ và Thụy Sĩ trước khi về tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Bắt đầu làm việc tại Tân Hiệp Pháp vào năm 2004, sau bà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Pháp, chịu trách nhiệm về các mảng tiếp thị sản phẩm đối ngoại, quan hệ công chúng và các chương trình CSR trên toàn quốc, thực hiện thành công chiến lược truyền thông hiệu quả cho 12 nhãn hàng của Tân Hiệp Pháp trong nhiều năm qua, có công lớn trong việc quảng bá thương hiệu Tân Hiệp Pháp ra thế giới. Trên website Tân Hiệp Pháp
bà Phương Nguyên được giới thiệu là thành viên của tổ chức các nhà lãnh đạo trẻ. Bà cũng là lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ tháng 8 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019. Không chỉ thể hiện nhiều vai trò quan trọng trong Tân Hiệp Pháp, năm 2019, bà Trần Uyên Phương thành lập hơn chục công ty bất động sản vốn 1.000 tỷ đồng. Các công ty mới thành lập đều có vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng trở lên, do bà Trần Uyên Phương nắm 99,9%. Từ cuối tháng 4 năm 2019, có 10 công ty bất động sản đã được thành lập với cùng vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, do bà Trần Uyên Phương nắm 99,9%. Bà Trần Ngọc Bích, em gái, giữ 0,05%. Và bà Phạm Thị Nụ, mẹ bà Uyên Phương, nắm giữ 0,05%. Một tháng sau đó, danh sách này được nối dài với việc thành lập công ty cổ phần đầu tư và bất động sản Lộc Điền, có vốn điều lệ 3.830 tỷ đồng, nhưng cơ cấu sở hữu không thay đổi. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2018 đến nay, bà Uyên Phương cùng các thành viên trong gia đình thành lập thêm nhiều công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư Quang Vinh có vốn 1.200 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư bất động sản Century Bay Đà Nẵng 772 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TQT 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi thành lập, vào tháng 8-9 năm 2019, hầu hết các công ty trong số này đã đột ngột công bố giải thể với cùng lý do là không có dự án để đầu tư phát triển và về việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp không có hiệu quả. Hồi đầu năm 2020, Tân Hiệp Phát bất ngờ trở thành đối tác chiến lược với công ty cổ phần tập đoàn Yeowon, mã chứng khoán IEG. Cụ thể, bà Trần Uyên Phương bỏ ra 350 tỷ đồng để mua 22% cổ phần IEG và trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống. Ước tính giá mua vào của bà Phương là 50.000 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên, sau một thời gian dài cắt lỗ và mua vào bán ra, cuối tháng 5 năm 2022, bà Trần Uyên Phương chính thức thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp này. Bên cạnh kinh doanh, bà Trần Uyên Phương còn là tác giả của hai cuốn sách Chuyện Nhà Đốc Tân Thành và Cạnh Tranh Với Người Khổng Lồ. Trong đó, cuốn Cạnh Tranh Với Người Khổng Lồ của Trần Uyên Phương là cuốn đầu tiên do người Việt viết được Forbes xuất bản hồi tháng 8 năm 2018. Buổi ra mắt cuốn Cạnh Tranh Với Người Khổng Lồ là một trong những buổi ra mắt hiếm hoi tổ chức tại trụ sở Forbes, New York, Mỹ. 150 khách mời là chính khách Việt Nam, doanh nhân cùng bằng hữu của gia đình sở hữu tập đoàn Tân Hiệp Phát tham dự. Cuốn sách chủ yếu viết về quá trình khởi nghiệp của ông Trần Quý Thanh từ ngày đầu thành lập Tân Hiệp Phát cho đến khi xây dựng đế chế nước giải khát có tiếng tăm ở Việt Nam, từng nhận được đề nghị hợp tác của nhiều thương hiệu đồ uống quốc tế cũng như tham vọng về một thương hiệu tầm cỡ tương đương như Red Bull tại Thái Lan. Trước khi bị bắt, trên trang Facebook cá nhân, bà Uyên Phương có đăng tải dòng trạng thái: trong tổ chức, người lãnh đạo luôn luôn là một người startup, luôn mang tinh thần khởi nghiệp trong mình bởi họ phải quản lý tất cả nguồn lực, bao gồm cả tài chính, con người, tài sản mà tổ chức giao cho họ. Và dựa trên đó để nhóm làm việc chung đưa ra những sản phẩm khác biệt, phục vụ nhu cầu cho một nhóm đối tượng khách hàng nhất định. Trước đó, bà Uyên Phương thường xuyên có nhiều chia sẻ về triết lý kinh doanh. Khi nói về tuyển dụng nhân sự cũng như muốn chia sẻ với các bạn trẻ đang trong giai đoạn tuyển sinh đại học, bà Phương cho rằng chúng ta học tốt vì những nỗ lực của bản thân, không phải vì ngôi trường chúng ta theo học. Học ở đâu cũng như nhau nếu không nỗ lực. Hay nói về sự thất bại, ái nữ nhà Tân Hiệp Phát quan điểm rằng mỗi thất bại, nếu chúng ta tìm ra bài học có giá trị và có thể thay đổi bản thân mình thì đó chính là niềm tin giúp ta đi vào tương lai, thay vì nhìn về quá khứ để nuối tiếc. Vì những sai phạm trong kinh doanh, bà Uyên Phương đã bị bắt cùng cha và em gái. Ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 1.048 tỷ đồng. Thưa quý vị, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tại thông báo gửi Tổng Công ty Thành An Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình, Công ty Cổ phần Quốc tế Holding, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng cho biết,
Trước đó nhận được đơn tố giác tội phạm của một số cá nhân mua căn hộ tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương, với nội dung đề nghị Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ việc buông lỏng quản lý đất đai, quản lý vốn, tài sản của nhà nước, sai phạm trong quản lý dự án và trách nhiệm của Tổng công ty Thành An trong việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh, xử lý nghiêm minh dứt điểm sai phạm của chủ đầu tư, thu hồi dự án từ Tổng công ty Thành An và công ty Ba Đình để giao lại cho các đơn vị khác có đủ năng lực thực hiện, làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng về việc cho vay và giải ngân cho khách hàng vay vốn. Kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm, bước đầu cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Thành An Tower, quy định tại khoản 3, điều 229 Bộ luật hình sự. Trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng được duyệt tại khu vực 2 bên tuyến đường Lê Văn Lương, thành phố Hà Nội, trong đó có dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương. Tại kết luận, Thanh tra đã chỉ ra loạt vi phạm về điều chỉnh quy hoạch, xây dựng tại dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng công ty Thành An làm chủ đầu tư. Theo kết luận thanh tra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch Kiến trúc 1 lần chấp thuận tổng mặt bằng sai quy định pháp luật, 1 lần chấp thuận tổng mặt bằng thêm thủ tục hành chính khi đã có quy hoạch chi tiết đủ điều kiện để chấp thuận đầu tư xây dựng, cấp giấy phép. Kết luận thanh tra chỉ rõ, việc 4 lần điều chỉnh sai quy định đã làm thay đổi từ đất cơ quan cải tạo chỉnh trang năm 2002-2006 thành cơ quan văn phòng cao 25 tầng. Năm 2008, thành văn phòng dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán năm 2010, đã làm tăng diện tích đất xây dựng từ 6.107m² lên 6.146,95m², tăng mật độ xây dựng từ 40% lên 51%, tăng số tầng từ TB 5 tầng lên 30 tầng, tăng diện tích xây dựng từ 2.443m² lên 3.145m². Diện tích sàn xây dựng từ 12.214m² lên 76.140m², tăng quy mô dân số từ 500 người lên khoảng 1.308 người, tạm tính 327 căn hộ để ở nhân 4 người một căn hộ, trách nhiệm thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo tìm hiểu, chủ đầu tư ban đầu của dự án Thành An Tower là Tổng công ty Thành An, sau này chuyển giao hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Ba Đình. Năm 2018, dự án đổi tên thành Manhattan Tower và đơn vị phát triển dự án từ Công ty Cổ phần Landmark Holding, sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Quốc tế Holding. Ghi nhận thực tế, hiện tại phía cổng dự án được trưng dụng làm nơi bán nước và chỗ đỗ xe trái phép. Do bị bỏ không nhiều năm nên một số hạng mục của dự án đã bong chóc vôi vữa. Hiện tại, hai tòa nhà cao tầng đã xây thô của dự án Thành An Tower vẫn nằm đắp chiếu và chưa hẹn ngày hoàn thiện, gây lãng phí tài nguyên và làm nhếch nhác bộ mặt đô thị. Thưa quý vị, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hay còn gọi là Tập đoàn Phúc Sơn được thành lập từ năm 2004 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều hợp đồng rất lớn ở tỉnh Vĩnh Phúc và sau đó mới đủ sức, đủ tầm vươn ra các địa phương khác. Đặc biệt, Hậu Pháo kéo quân đến đâu để thực hiện các dự án. Ở đó, di sản để lại cho đến hôm nay là những công trình ngổn ngang, những dự án dở dang với những hậu quả rất lớn. Trong đó phải kể đến như Bí thư, Phó Bí thư và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc lần lượt vướng vào vòng lao lý. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, sử dụng hàng trăm hecta đất. Qua nhiều lần điều chỉnh đầu tư, cho tới nay các dự án vẫn dở dang. Trong số các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn phải kể đến những dự án như Trung tâm Thương mại và Nhà ở Phúc Sơn, khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, khu đô thị mới Tứ Trưng Vĩnh Tường, dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng và công viên Nghĩa Trang Thiên An Viên. Dự án Trung tâm Thương mại và Nhà ở Phúc Sơn, đây là dự án với tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.668 tỷ đồng, có tổng quy mô hơn 127 hecta. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1 có diện tích khoảng 15,5 hecta, giai đoạn 2 có diện tích khoảng 111,8 hecta.
quy mô dân số dự kiến cả hai giai đoạn là 15.788 người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2 vẫn nằm trong danh sách các dự án chậm tiến độ được tỉnh Vĩnh Phúc công khai. Dù theo giấy phép chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án phải hoàn thành vào cuối năm 2021, dự án khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 186 ha, thuộc địa phận 3 xã Lũng Hòa, Tân Tiến và Yên Lập, huyện Vĩnh Tường. Trong đó, phần đô thị có diện tích gần 93 ha, phần chợ kho vận chuyển có diện tích hơn 61 ha. Năm 2019, dự án trên được chuyển nhượng cho Tập đoàn Phúc Sơn. Thế nhưng, đã trải qua 4 lần điều chỉnh quy hoạch, dự án vẫn hoang lạnh. Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, dự án này cũng là dự án trị giá ngàn tỷ khác do Tập đoàn Phúc Sơn nằm phơi nắng phơi sương bao lâu nay. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sông Hồng Thăng Long chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn năm 2019. Dự án gồm khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường với tổng nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng diện tích hơn 186 ha. Phần đô thị đang trong quá trình xây dựng có diện tích gần 93 ha. Dự án khu đô thị mới Tứ Trưng Vĩnh Tường, đây cũng được xem là một trong số các dự án ngàn tỷ của Công ty Cổ phần Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc. Dự án có quy mô 30,2 ha, trong đó đất ở là 12,6 ha, đất công trình dịch vụ thương mại là 1.384 m2. Dự án có tổng số 400 căn liền kề, biệt thự, shop house, căn hộ. Được biết, tháng 6 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp giấy phép xây dựng cho Tập đoàn Phúc Sơn. Doanh nghiệp này được tỉnh giao đất đợt 1 để thực hiện dự án. Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án là khoảng 1.668 tỷ đồng. Sau đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án thành 1.934 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 703 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở, xây dựng nhà hỗn hợp và xây dựng công trình hạ tầng xã hội được lùi đến trước quý 2 năm 2025. Thời điểm Nguyễn Văn Hậu bị bắt, dự án vẫn đang triển khai cơ sở hạ tầng, nhiều hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện. Dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng. Đây là dự án có mục tiêu cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng, kết hợp đường giao thông kéo dài khoảng 28 km, gồm 17 km qua Vĩnh Tường và 11 km qua huyện Yên Lạc. Dự án này có tổng mức đầu tư là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương là 70%, còn lại 30% là ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt từ năm 2010, với thời gian thực hiện trong 5 năm từ 2010 đến năm 2015. Trong dự án này, Tập đoàn Phúc Sơn nhận 2 gói thầu với tổng số vốn đầu tư khoảng hơn 940 tỷ đồng. Hai gói thầu này nhiều lần bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường thúc giục vì chậm tiến độ đề ra, ảnh hưởng tới sự phát triển của địa phương. Dự án công viên Nghĩa Trang Thiên An Viên. Năm 2015, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đầu tư Bất động sản Phúc Sơn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận đầu tư xây dựng. Dự án này với quy mô xây dựng 118 ha đất đồi núi tại phường Khai Quang, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên và một phần đất xã Kim Long, huyện Tam Dương với tổng mức đầu tư hơn 1.492 tỷ đồng. Tới nay, sau gần 10 năm được chấp thuận đầu tư xây dựng, hiện tại dự án vẫn là khu đất hoang. Thưa quý vị, liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam được chỉ định thực hiện gói thầu xây lắp số 2 của dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Gói thầu có tổng giá trị hơn 2.078 tỷ đồng. Để thi công xây dựng đoạn km 22 đến km 32, bao gồm khảo sát, thiết kế, bản vẽ thi công. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa xác nhận, địa phương đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải dùng 2.095 tỷ đồng đầu tư nâng cấp dự án thành phần 1
thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa có chiều dài 32 km, tổng mức đầu tư khoảng 5.632 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Giai đoạn 1 của dự án này đã lựa chọn được hai nhà thầu chỉ định thầu là Tập đoàn Sơn Hải gói thầu xây lắp 1 và Tập đoàn Thuận An gói thầu xây lắp 2. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, việc nâng cấp mở rộng sẽ được thực hiện trên chiều dài 31,5 km, trong đó tập trung từ km 8+500 đến km 32. Việc đầu tư nâng cấp được thực hiện trong đó có trồng lên 10 km đường cao tốc mà liên danh do Tập đoàn Thuận An đứng đầu đang thi công dang dở. Nếu được thông qua, cơ quan chức năng sẽ sử dụng 2.095 tỷ đồng nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện mở rộng mặt cắt ngang đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75 m, gồm 4 làn xe cơ giới 3,75 m, chiều rộng giải phân cách giữa và giải an toàn trong 2,25 m, chiều rộng giải dừng xe khẩn cấp mỗi bên rộng 3 m và chiều rộng lề đất 1,50 m. Đầu tư bổ sung hoàn chỉnh các hạng mục như trạm kiểm soát tải trọng xe, hệ thống ITS. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa giải thích thêm, việc nâng cấp mở rộng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang xây dựng là chủ trương chung của Bộ Giao thông Vận tải. Theo báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần 1 của dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, tính đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành 9 trên 10 gói thầu, trong đó chỉ định thầu theo cơ chế đặc thù 5 trên 10 gói thầu, chỉ định thầu rút gọn 2 trên 10 gói thầu, đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 2 trên 10 gói thầu. Riêng gói thầu xây dựng định mức tạm dừng chờ Viện Kinh tế xây dựng định mức mới. Đáng chú ý trong các gói thầu thuộc giai đoạn 1, tỉnh Khánh Hòa có ký hợp đồng thi công xây dựng 10 km đường cao tốc do liên danh công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An đứng đầu được chỉ định thầu. Gói thầu này hiện đang thi công nhỏ giọt vì vướng mặt bằng. Vào tháng 8 năm 2023, liên danh do Tập đoàn Thuận An đứng đầu được chỉ định thực hiện gói thầu nói trên với giá hơn 2.078 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm giảm 41 tỷ đồng so với giá gói thầu, tương đương 1,93%. Tính đến hết tháng 3 năm 2024, gói xây lắp số 2 do Tập đoàn Thuận An đứng đầu mới hoàn thành về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 3 trên 9,5 km thi công nền đường, cống thoát nước. Gói thầu này hiện đang chậm do vướng mặt bằng, khối lượng thi công cũng khiêm tốn, mới chỉ dọn dẹp 56.465 m2 trên tổng số 396.832 m2 mặt bằng trước khi thi công. Ngoài ra, gói thầu này còn thiếu một lượng lớn đắp đất K95 và K90. Cụ thể, đắp đất K95 mới có 79.904 m3 trên tổng số 241.795 m3. Đắp đất K90, 3.800 m3 trên 61.759 m3. Vẫn theo chủ đầu tư, giai đoạn 1 dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột mới chỉ giải ngân 107 tỷ đồng trên tổng số 1.000 tỷ đồng, đạt 10,74%. Chủ đầu tư cũng chỉ ghi nhận khối lượng thi công tại gói xây lắp số 1 từ km 0 đến km 22 do Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu. Cụ thể, Tập đoàn Sơn Hải đã triển khai thi công được 10 trên 22 km nền đường, cống thoát nước và cầu vượt tỉnh Lộ 6, nút giao với cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Dù còn nhiều việc phải làm liên quan đến dự án, nhưng trong tháng 3 năm 2024, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất phương án đầu tư nâng cấp dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Thưa quý vị, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 4 tại nhà máy xi măng Yên Bái đã làm 7 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện gồm anh Phan Ngọc Long, 43 tuổi, trú tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, Phạm Minh Dương, 26 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, và Nông Văn Tuân, 29 tuổi, trú tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, các nạn nhân khi nhập viện đều trong tình trạng chấn thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Anh Phạm Minh Dương, một công nhân bảo trì có mặt và bị thương trong vụ tai nạn cho biết, cả nhà máy có 4 cái máy nghiền. Cái xảy ra sự cố là bé nhất, còn 3 cái to hơn. Một lần bảo dưỡng sửa chữa, các công nhân sẽ thay khoảng 70 đến 80 tấm lót. Lúc xảy ra sự việc, anh không biết tại sao máy hoạt động trở lại, dù trước đó đã ngắt điện, khiến anh cùng hai người khác văng ra, rơi thẳng xuống dưới. Nửa phút sau khi xảy ra sự cố, máy dừng hoạt động, song những người bên trong đều tử vong. Theo anh Dương, nhìn cảnh đấy ai cũng sợ. Còn anh Phan Ngọc Long cho biết, thời gian đó các công nhân đang sửa chữa định kỳ. Anh em đang lắp tấm thì tự nhiên máy đóng điện quay rồi hất mọi người xuống, khiến các anh bị văng ra nằm dưới đất. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, chế biến khoáng sản làm xi măng, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Thưa quý vị, dùng tiền vay mượn mua nhiều xe sang bất động sản, tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Phùng Thị Nghệ sinh năm 1985, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Việt Hưng Phát, rủ hai nữ đại gia góp vốn hơn 1.200 tỷ đồng nhưng chỉ trả lại một phần. Nghệ đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam và ngày 19 tháng 4, Nghệ đã bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án thể hiện cuối năm 2018, chồng bà Loan, ngụ Phú Mỹ Hưng, quận 7, quen biết chồng của Nghệ trong những lần đi chơi gôn. Vợ chồng Nghệ sau đó thường xuyên đi ăn uống với gia đình bà Loan. Nghệ giới thiệu là chủ tịch tập đoàn chuyên kinh doanh xăng dầu và có công ty thu đổi ngoại tệ. Nghệ từng có thời gian làm việc tại ngân hàng, sau đó nghỉ kinh doanh tự do về bất động sản và xe hơi. Năm 2018, Nghệ thành lập công ty Money Exchange, thực hiện thủ tục xin mở quầy thu đổi ngoại tệ tại các trung tâm thương mại, nhưng để em trai đứng tên, người đại diện theo pháp luật. Ban đầu, Nghệ mượn tiền của người thân, ngân hàng, mua nhiều bất động sản tại các khu vực VIP nhất tại Phú Mỹ Hưng, quận 7 và mua nhiều ô tô đắt tiền như Mercedes G63, Mercedes Maybach S560, Range Rover nhằm xây dựng hình ảnh bên ngoài là doanh nhân thành đạt. Nghệ cũng thường giới thiệu với bạn bè đối tác có nhiều cây xăng, quầy thu đổi ngoại tệ và nhiều mối quan hệ xã hội đang làm hồ sơ thành lập ngân hàng tư nhân để huy động vốn làm ăn. Sau một thời gian kết thân, đến giữa năm 2019, Nghệ nhắn tin đề nghị bà Loan hợp tác kinh doanh theo hình thức góp vốn theo từng lô hàng. Nghệ sẽ chia lợi nhuận từng đợt sau khi bán hết. Mỗi khi có lô hàng, Chủ tịch Việt Hưng Phát nói miệng hoặc nhắn tin cho bà Loan rồi chỉ định tài khoản để nữ đại gia này chuyển tiền cho mình. Theo cơ quan điều tra, thực tế Nghệ không kinh doanh xăng dầu, nhưng nhiều lần nhắn tin cho bà Loan vờ trao đổi nhằm người này tin tưởng như: hôm nay chị cho em mượn 20 tỷ để thanh toán cho kịp tiến độ được không? Thứ hai em bán được ít hàng, rồi chị lấy lại bao nhiêu em gửi lại ạ. Sáng mai bố em có hẹn gặp bác bên cây xăng để làm việc về bồn chứa và thông số kỹ thuật. Hay em tính đơn giản, 1 lít lời 3.000 đồng thì một tháng mình lời 5,7 tỷ đồng. Gần 2 năm là thu hồi vốn 120 tỷ đồng. Thấy Nghệ đưa ra đề nghị hợp tác kinh doanh xăng dầu có lợi nhuận cao, bà Loan tin tưởng, nhiều lần chuyển cho Nghệ hơn 176 tỷ đồng. Nghệ có chuyển lại cho bà Loan 85,6 tỷ đồng. Còn hơn 90 tỷ đồng nợ gốc và hơn 31 tỷ đồng tiền lợi nhuận kinh doanh Nghệ cam kết nhưng chưa trả. Đến tháng 3 năm 2020, Nghệ tiếp tục nói với bà Loan có giấy phép kinh doanh ngoại hối tại các trung tâm thương mại lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang và có mối bán đô la Mỹ giá rẻ cần vốn để mua.
sau đó bán lại cho Ngân hàng Nhà nước. Chủ tịch tập đoàn Việt Hưng Phát đề nghị bà Loan góp vốn kinh doanh và được nữ đại gia này đồng ý. Để bà Loan tin tưởng, Nghệ nhắn tin chị em mình mua được giá 22,2, lấy theo tỷ giá hôm nay bán ra được 23,63. Em tính sơ sơ là lời được 1 tỷ 430 triệu, chị em mình chia ba nhé. Tổng số tiền bà Loan đã chuyển cho Nghệ để kinh doanh ngoại hối là hơn 180 tỷ đồng. Quá trình hợp tác, Nghệ đã chuyển cho bà Loan được hơn 109 tỷ đồng, còn nợ hơn 71 tỷ đồng. Khoảng tháng 6 năm 2020, Nghệ tiếp tục nói với bà Loan đang xin Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập ngân hàng kinh doanh ngoại hối và đang cần huy động khoảng 3.000 tỷ đồng để chứng minh năng lực tài chính. Nghệ đề nghị bà Loan tham gia và hứa sẽ để nữ đại gia đứng tên cổ đông góp vốn của ngân hàng sau khi thành lập. Số tiền bà Loan góp vốn kinh doanh xăng dầu và ngoại hối, Nghệ sẽ dùng để ký quỹ thành lập ngân hàng. Nữ đại gia đồng ý. Tương tự những lần trước, để bị hại tin tưởng, Nghệ nhiều lần nhắn tin với bà Loan vờ trao đổi về việc đặt tên ngân hàng, chỉnh sửa thông tin, hoàn thiện thủ tục cấp phép, tin tưởng nữ doanh nhân thành đạt. Bà Loan tiếp tục nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản chồng và nhân viên của Nghệ. Nghệ sau đó báo cho bà Loan biết đã góp đủ 3.000 tỷ đồng ký quỹ cho Ngân hàng Nhà nước và số tiền này sẽ được giữ lại trong một thời gian sau đó mới giải ngân. Khi nào lấy về được sẽ trả lại. Nghệ nhiều lần viện lý do gia hạn thời gian số tiền bị giữ lại ngân hàng và cam kết sẽ trả nhưng không thực hiện. Đến đầu năm 2021, Nghệ thông báo với bà Loan đã được giải ngân số tiền 3.000 tỷ đồng ký quỹ và gửi hình ảnh 10 giấy yêu cầu chuyển tiền với nội dung mỗi giấy chuyển vào tài khoản của chồng Nghệ 300 tỷ đồng. Chủ tịch Việt Hưng Phát cam kết khi chồng mình nhận được tiền sẽ trả cho bà Loan. Thực tế các giấy chuyển tiền này không có thật, cũng không có giao dịch nào phát sinh số tiền nói trên vào tài khoản ngân hàng của vợ chồng Nghệ. Do không thấy Nghệ hoàn trả tiền, bà Loan đề nghị xác nhận công nợ để làm tin. Vợ chồng Nghệ sau đó đã lập hai hợp đồng vay tiền của bà Loan gồm 225,6 tỷ đồng nợ gốc, 880.000 đô la Mỹ và hơn 172 tỷ đồng lợi nhuận. Hai bên lập vi bằng xác nhận Nghệ nợ bà Loan tổng cộng 397,6 tỷ đồng và 880.000 đô la Mỹ. Đến tháng 4 năm 2021, Nghệ không còn khả năng trả nợ, các tài khoản ngân hàng của Nghệ cũng chỉ còn vài trăm đến vài triệu đồng. Kết quả điều tra xác định, tổng cộng Nghệ đã nhận của bà Loan hơn 606 tỷ đồng, nhiều lần chuyển trả hơn 443 tỷ đồng, còn hơn 162 tỷ đồng chưa trả. Ngoài ra, bà Loan còn cho rằng đã đưa cho Nghệ hơn 24 tỷ đồng tiền mặt không có biên nhận. Bà chưa nhận được khoản tiền lãi nào từ Nghệ. Quá trình hợp tác với Nghệ, cuối năm 2019, bà Loan còn giới thiệu bà Thanh là bạn làm ăn, cũng ngụ tại Phú Mỹ Hưng, cùng góp vốn với Nghệ để hưởng lợi nhuận. Với cách thức tương tự như đối với bà Loan, Nghệ nhắn tin trao đổi để tạo lòng tin với bà Thanh về việc nhập nhiều lô hàng xăng dầu, thu mua ngoại tệ và làm thủ tục thành lập ngân hàng ngoại hối. Một số giao dịch chuyển tiền có xác nhận của bà Loan với tư cách người làm chứng. Tin tưởng, bà Thanh đã chuyển cho Nghệ 106 tỷ đồng để kinh doanh xăng dầu và 88 tỷ đồng kinh doanh ngoại hối. Để có tiền cho Nghệ vay, bà Thanh phải huy động thêm của người thân, bạn bè. Cũng được Nghệ cam kết cho đứng tên sở hữu vốn góp thành lập ngân hàng, bà Thanh nhiều lần chuyển cho Nghệ hàng trăm tỷ đồng. Đến tháng 3 năm 2021, do không thấy Nghệ trả tiền như cam kết, bà Thanh yêu cầu làm giấy xác nhận và lập vi bằng nhận nợ 260 tỷ đồng. Đến năm 2022, Nghệ không còn khả năng trả lại tiền. Hai nữ đại gia mới phát hiện bị lừa, tố cáo với công an. Kết quả điều tra xác định, Nghệ nhận tổng cộng của bà Thanh hơn 601 tỷ đồng. Nghệ đã chuyển trả cho bà Thanh hơn 416 tỷ đồng, còn 185 tỷ đồng sau khi cấn trừ số tiền liên quan đến quan hệ giao dịch mua bán căn biệt thự tại Phú Mỹ Hưng. Nhà chức trách xác định, Nghệ còn có trách nhiệm bồi thường cho bà Thanh 159 tỷ đồng. Ngoài chiếm đoạt tiền của hai nữ đại gia, Nghệ còn bị nhiều người tố cáo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đã hết thời hạn điều tra, hành vi này được Công an thành phố Hồ Chí Minh tách ra xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án. Quá trình điều tra, Nghệ khai từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, việc kinh doanh các quầy thu đổi ngoại tệ không hiệu quả do ảnh hưởng của Covid-19. Để có tiền trang trải mặt bằng, lương nhân viên, Nghệ phải vay mượn nhiều người với lãi suất cao.
Năm 2021, đại dịch bùng phát, bị cáo dừng toàn bộ việc kinh doanh ngoại tệ, bất động sản và xe cũng không bán được nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng, nên lâm vào tình thế khó khăn. Ngoài ra, số tiền nghệ vay mượn của nhiều người và ngân hàng đã đầu tư vào ngân hàng số, mua bán tiền ảo Bitcoin trên các sàn giao dịch quốc tế như Binance Trung Quốc, Bitrex Mỹ. Nghệ sau đó bị hacker lấy mất tài khoản Bitcoin có giá trị khoảng 20 triệu đô la Mỹ là nguyên nhân lâm vào cảnh khó khăn, dẫn đến hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây chỉ là lời khai một phía của Nghệ, không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh. Cơ quan điều tra xác định để có tiền trả nợ, Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát huy động tiền của nhiều người bằng cách đưa ra các thông tin gian dối như góp vốn kinh doanh xăng dầu, mua bán đô la Mỹ, góp vốn thành lập ngân hàng, đáo hạn ngân hàng, thành lập quỹ tín dụng và hứa trả lợi nhuận cao, nhưng sau đó mất khả năng trả nợ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!